Hello, xin kính chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365 nhé. Trong cái video này ngày hôm nay thì mình rất vui khi được gặp lại anh chị em. Và hôm nay thì mình lại chia sẻ cho anh em một cái quy trình mà nuôi con ếch này này. Thứ hai là muốn chia sẻ và giải bày với anh em một số cái vấn đề trong cái quá trình chăn nuôi ếch này. Đó, và một số cái câu hỏi của rất là nhiều anh chị em gửi về hỏi về cái đối tượng ếch này nhá. Đấy, thì thứ nhất là nhiều người hỏi mình là ví dụ nuôi con ếch này đấy mà có thể làm kinh tế được không, thì mình cũng xin giải đáp với anh em là con này thì là một trong những cái con mà được xác định là làm kinh tế trong nuôi trồng thủy sản nhé. Đó, vì nó có cái thời gian nuôi tương đối ngắn và cái hình thức nuôi đa dạng. Đa dạng ở đây có nghĩa là chúng ta có thể nuôi trên bể bạt này, nuôi trên bể xi măng này, nuôi trong dưới cái ao kia bằng cách là cắm lưới xuống. Đấy, chúng ta có thể nuôi trên vườn, chúng ta thả vườn. Rất là nhiều hình thức anh em ạ, vì nó đa dạng và cái thời nuôi gian nuôi ngắn là tại sao ngắn, là vì nó nuôi trong vòng từ 6 đến 70 ngày là chúng ta có cái con ếch như thế này ra thương phẩm, ra thị trường được rồi. Đó, thì cũng xác định với anh em là con này là làm kinh tế được. Nhưng với một điều kiện, đấy là chúng ta phải làm lớn. Vì thời gian gần đây là rất là nhiều người nuôi được con này. Tôi không kể những cái vùng mà vùng sâu vùng xa nhé, những cái vùng mà nuôi tập trung ấy, người ta nuôi được con này rất là tốt. Đó, khi mà người ta nuôi tốt được thì nâng được cái mật độ này lên này và nâng cái năng suất lên rất là tốt anh em ạ, rút ngắn thời gian nuôi, nên là đồng nghĩa với cái việc là cái giá thành của con ếch này nó sẽ giảm xuống. Trước đây, cách đây một vài năm ấy, vào năm 2017-16 thì cái giá ếch ngoài thị trường cũng tương đối cao anh em ạ. Lúc đấy tại thị trường miền Bắc nhé, lúc đấy tại thị trường miền Bắc mà tôi đang ở miền Bắc đây, thì tại thị trường miền Bắc mà lúc đấy ngoài lúc đi mua, người ta đội buôn ấy, thương lái buôn ngoài người ta đi mua mua ếch thịt ấy, thì nó đội buôn sẽ mua với cái giá dao động khoảng 40.000 một kg anh em nhé. Đấy, nhưng mà sau đó dần một vài năm xuống năm 2018-2019 thì bắt đầu giảm dần, bình quân là khoảng 38.000, xong đến năm 2020-21 lại tiếp tục giảm xuống khoảng 33-35.000. Đấy, anh em thấy không, càng ngày thì cái xu hướng bắt đầu giảm dần. Đấy, cái giá con này ngày càng giảm dần anh em ạ, tại vì cái năng suất người ta đẩy lên khá cao, nên khi mà thương lái người ta thu mua, người ta có thể chọn những cái vùng mà người ta có thể có quyền được ép cái giá xuống anh em. Nhưng mà ép cái mức giá đấy, người ta vẫn người dân của mình vẫn có lợi nhuận. Đấy, vẫn phải có lợi nhuận thì anh em mình mới làm, vẫn phải nhiều người nuôi cơ mà, đúng không? Thì chắc chắn là phải có lợi nhuận thì mọi người mới nuôi. Đó, nên là mọi người đừng có bảo là nuôi con này lỗ hay lãi. Lỗ thì đã không ai nuôi rồi. Lỗ tại sao lao đầu vào làm gì, đúng không? Thì phải có lãi, nhưng mà lãi ít hay lãi nhiều. Bây giờ là lãi ít anh em ạ. Lãi ít thì đồng nghĩa với việc là anh em phải nâng năng suất lên, là làm nhiều lên. Thì chúng ta sẽ lấy cái số lượng để chúng ta làm cái giá trị. Khi mà nhiều số lượng lên thì mới có cái lãi suất nó cao được. Ví dụ như là một nông hộ bình quân bình thường ở miền Bắc thì người ta sẽ bình thường thôi nhé, người ta sẽ vào là từ 1 vạn đến 2 vạn con. Nhưng cũng một nông hộ đấy ở người miền Nam, người ta làm kinh tế thì người ta nuôi hẳn vài chục vạn con cơ. Đấy, người ta lấy cái lãi suất thấp đấy, nhưng mà người ta lấy cái số lượng nhiều, làm ra cái số lượng nhiều thì người ta vẫn có lãi nó tốt hơn anh em ạ. Nên là đa số cái ếch này tại thị trường miền Bắc này là đa số mà người miền Nam người ta đưa trong miền Nam ra. Đấy, đến khi mà ngoài Bắc có cái ếch thịt thì người ta mới dừng lại và hạn chế một phần nào đấy để trong miền Nam đưa ra. Người ta bắt cái ếch thịt ở miền Bắc này. Và bao giờ cái ếch ở miền Bắc này có cái chất lượng thịt sẽ ngon hơn ở miền Nam, vì cái thời gian nuôi dài hơn đấy, và người ta chăm chút con ếch này cũng khá là ổn hơn anh em ạ, nên cái chất lượng thịt bên ngoài này bao giờ cũng tốt hơn. Tiếp theo nữa là về cái lãi hay lãi nhiều đấy, lại có một cái vấn đề nữa, đó là anh em ở những cái vùng mà người ta nuôi nhiều ấy, những cái vùng mà người ta nuôi quá nhiều, nhiều nông hộ nuôi, nhiều dân nuôi, thì đương nhiên cả cái khu vực đấy cái giá ếch sẽ thấp hơn là những cái vùng sâu vùng xa người ta ít nuôi. Đấy, vì lúc đấy là nó thành những cái khu mà khu nguyên liệu cho những cái đội thương lái người ta thu mua ấy, người ta có quyền
mua với số lượng lớn thì người ta sẽ ép cái giá chúng ta xuống. Còn anh em mà nuôi ít thì chúng ta bán lẻ anh em nhé. Bán lẻ thì giá khi nào cũng được cao. Ví dụ như nhà mình đây thì mình nuôi, sau đấy mình bán lẻ. Anh em cứ bảo là lẻ nhưng mà bán bao giờ cho nó hết đúng không? Thì thường thì cũng đúng như thế thật. Cũng bán rất là lâu hết. Nhưng mà tại vì ví dụ như năm nay nhé, do dịch bệnh ảnh hưởng nên là người ta ít chăn nuôi. Mà trong khi đó cả một cái huyện đấy, mỗi mình nuôi chẳng hạn, thì mỗi mình bán thôi đúng không? Thì các cái thương lái người ta cứ đến mua một ngày một vài tạ. Đấy, một vài tạ ếch này thì cũng khá là ok, giá sẽ được cao hơn là cái đội mà mua buôn anh em. Mua buôn mà mua số lượng lớn ấy. Đấy nên nó rất là nhiều yếu tố chứ không phải quy định như thế. Còn làm cái video này mục đích là muốn anh em mà đang khởi nghiệp ấy, mà muốn tìm một cái mô hình vừa đơn giản vừa mang lại kinh tế, thì anh em nên tham khảo cái mô hình này. Đó. Chứ không bắt ép anh em nuôi nhé. Mang tính chất tham khảo. Vì ở đây anh em mình cũng đang làm mình thấy cũng khá là hiệu quả anh em. Trong cái trong 2 tháng rưỡi anh em làm gì ra được những cái lượng tiền mà do con ếch này tạo ra cũng bằng một cái công nhân đi làm đúng không? Thậm chí là hơn. Đó. Thì anh em mang tính chất tham khảo thôi nhé. Về kỹ thuật nuôi thì cũng đã chia sẻ cho anh em rất là nhiều video trước rồi. Nên anh em xem lại, còn trong cái video này chỉ chia sẻ những cái vấn đề thôi. Vấn đề liên quan thôi. Đó, anh em thấy không? Đây là chia sẻ thật tâm nhé. Còn những anh chị em mà nào mà đang nuôi mà gặp phải vấn đề gì, thường là chúng ta nuôi lần đầu chúng ta hay gặp phải vấn đề đấy là không biết nuôi như nào. Về kỹ thuật nuôi thì anh em chia sẻ với anh em là lên trên mạng để xem, hoặc là vào kênh của mình xem những cái video chia sẻ kỹ thuật nuôi. Tiếp theo nữa là lo, anh em lại lo vấn đề đầu ra. Thì đầu ra nếu mà anh em nuôi nhiều, nuôi số lượng vài tấn, vài chục tấn mà ra thương phẩm ấy, thì anh em phải liên hệ bên mình trước để anh em mình cùng giao lưu và chia sẻ cho nhau những cái đầu ra của ếch. Vì bên mình cũng khá là nhiều cái đầu ra của con này. Đó, mình nắm hết được những cái lượng ếch mà nó đi đâu ấy, ếch thịt đi đâu ấy, thì mình cũng đang nắm sơ sơ thì mình sẽ giới thiệu chia sẻ với anh em. Còn những anh em mà nuôi ít mà lo đầu ra, anh em có thể bán tại địa phương nhé. Bán thì có thể bán lẻ bằng hình thức là anh em quảng bá lên lên mạng bằng là các cái kênh như là Facebook này, hoặc là bán cho những cái người trong làng người ta thấy ngon thì sau đấy người ta lại giới thiệu cho những người khác. Anh em phục vụ tốt cái quy trình mà anh em làm tốt cái quy trình mà chăm sóc khách hàng đấy là anh em bán được thôi. Cái số lượng ít thì không lo đâu nhé, nhiều mới lo chứ. Không những con ếch này mà tất cả những con khác nữa nhé đều làm theo cái hình thức đấy. Nuôi ít thì bán ở địa phương, còn nuôi nhiều thì gọi những cái thương lái bên ngoài về thì người ta có thể thu mua được. Tiếp theo một cái vấn đề nữa là anh em rất là hay hỏi, đấy là các cái dịch bệnh liên quan con này. Về dịch bệnh thì anh em cũng phải lưu ý là chúng ta phải chăm sóc nó đúng theo cái quy trình và như các cái khuyến cáo của chúng tôi đã đăng những cái video trước ấy. Bổ sung những cái gì vào thức ăn, đó, chăm sóc như nào, quá trình cho ăn như nào, giảm tối đa cái dịch bệnh. Còn khi mà bị bệnh, con ếch bị bệnh thì phải gọi cho chúng tôi hoặc là gọi cho những anh em kỹ thuật tại các cái đơn vị mà cung cấp thức ăn này này, hoặc là các cái đơn vị kỹ thuật thủy sản hoặc bên thuốc thủy sản, người ta cứ tư vấn cho anh em để anh em nuôi nó hiệu quả và giải quyết luôn cái dịch bệnh lúc đấy, tránh cái hiện tượng là lây lan ra toàn đàn và làm bị chết nhiều quá, nó hao hụt thì lúc đấy anh em có bán lãi, bán đi bao nhiêu cũng sẽ lỗ nhé. Đấy, nói con này quan trọng là giữ được đầu con nữa là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, giữ được đầu con ếch này đó. Rồi tiếp theo là một cái vấn đề nữa là mua con giống ở đâu. Con giống thì hôm nay sẽ bày cho anh em cách để mua này. Anh em có thể lên trên mạng. Kênh thứ nhất là anh em có thể lên trên mạng xem những cái mô hình ấy. Mô hình người ta quay như này này. Người ta quay những cái gì liên quan tới ếch ấy. Anh em về cái phần mô tả video, hoặc là xem hết cái video đấy, trên video người ta cũng đăng số điện thoại như đấy. Anh em gọi vào đấy để đặt mua. Hai là anh em gõ lên trên tìm kiếm của Google hoặc là trên Facebook. Anh em tìm các cái, anh em gõ là trang trại ếch giống ở khu vực nào đấy. Ví dụ như là anh ở Hà Nội thì là gõ là trang trại ếch ở Hà Nội, thì người ta sẽ ra cái trang trại đấy anh em, để cho anh em mua. Anh em tìm tới cơ sở tận nơi để mua, hoặc là anh em gọi điện, người ta chuyển hàng về trực tiếp cho anh em. Còn về cái giá bán thì anh em nên nhớ là chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với cái trang trại, chủ trang trại đấy. Còn giá nó sẽ thay đổi theo thị trường và thay đổi theo mùa vụ, cũng như là thay đổi theo cái thời gian đầu vụ hay cuối vụ, thay đổi theo cái vấn đề là anh em mua nhiều hay ít nhá.
thì người ta sẽ có những cái giá thành khác nhau, những cái gói khác nhau cho những cái người như thế. Nên là anh em cũng không cần phải hỏi quá chuyên sâu về cái vấn đề ếch này nhá. Đó. Đấy thì trên đây cũng đã chia sẻ anh em một số cái vấn đề trong cái quá trình mà chăn nuôi ếch đấy. Anh em nào mà yêu quý mình thì có thể bấm vào nút like chia sẻ video này nhé. Đấy, để ủng hộ anh em mình. Đấy. Thì video đến đây tương đối là dài rồi. Kính chúc toàn thể anh chị em thật nhiều sức khỏe nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.